Thế này là muốn hỏi là làm sao để biết ơn mọi người mà không bị dính mắc vào trong cái ơn đó. Ví dụ như là biết ơn cha mẹ, biết ơn bạn bè, biết ơn những người dạy dỗ mình ạ. Này, hồi nãy thì ngọt quá, bây giờ chua quá. Chế nước sôi vô cho nó đẩy á. Có à, thì cái đó thì đâu có làm sao biết sao được, sự là dính mắc thì đâu phải do mình thôi chứ, do cái đó là do cái trong cái bề kinh Karani, tức là bề kinh trong thư đó, thì trong đó có một cái là không gì đó không gì đại khái là không có quyến luyến gia đình đó, không quyến luyến, không dính mắc trong gia đình đó. Là một trong những cái điều mà hay là cái hạnh phúc kính, hạnh phúc kính là không có là không không quyến luyến trong gia đình mà là bởi vì đó là cái quyến luyến gia đình là trong đó có cha mẹ, con cái, vợ con đó, cái quyến luyến đó nó làm cho sinh phát sinh ra đau khổ, nên là Phật ngài nói là thương yêu để sinh ra đau phiền não, sinh ra đau khổ. Cho nên cái tâm từ đó là không sân, chứ không phải là thương yêu quyến luyến. Cái hiểu biết và làm tròn bộ phận. Chứ không phải là quyến luyến. Cái thái độ mà đó là khó hiểu, bởi vì người đời thì người ta nghĩ rằng là phải có tình thương yêu quyến luyến rồi này kia là tốt, nhưng mà theo đạo thì cái hiểu biết và thương yêu nó phải là quân bình với nhau, tức là tình cảm với là cái trí lý trí và tình cảm đó. Nói theo nghĩa đời đó là lý trí và tình cảm nó phải là quân bình, tình cảm quá cũng không được. Cái vật đó rồi để lại cái sau khi ở đây đâu sau khi ấy Thank you.
cái này nó rất là tinh tế, bởi vì nếu mà ví dụ như là tình thương yêu cha mẹ hay là cha mẹ thương yêu con cái là đương nhiên, mà là nếu mà không có là không được, nhưng mà có quá nhiều đến độ mà dính mắt là không được. Dạ, con thưa thầy, câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, cho con hỏi, với một người bệnh tâm đang rất yếu, thì người thân nên làm gì để giúp họ vượt qua những đau đớn trên thân và bối rối trong tâm ạ? Con kính cảm ơn thầy. Cái đó thì nó rất nhiều cách. Mà cũng không có một cách nào nhất định hết á, tùy theo cái người bệnh, tùy theo cái căn cơ trình độ của cái người bệnh đó. À, để mà cái người thân mới là biết cách nói làm sao để cho nó hợp tình hợp lý. Chứ không có một cách nào nhất định hết. Giải thích sao cho để cho người bệnh nó là hiểu hoặc là an ủi, tùy theo cái tâm lý của người bệnh ấy, tùy theo tâm lý của người bệnh nó như thế nào. Nếu do sợ hãi thì mình làm gì, mà nếu mà do đau đớn thì mình làm gì, nên là tùy theo mỗi cái trường hợp để mà mình xử lý cho nó, mình cư xử cho nó đúng. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo là con kính hỏi sư ông, cách dọn dẹp các tập khí tiêu cực của chính mình có phải là luôn soi sáng lại chính mình không ạ, thưa sư ông? Thì đúng rồi, cái mà hủy diệt đoạn diệt hay là loại trừ các cái tập khí thì không phải là mình tìm cách để mình loại trừ hay là mình dồn nén nó, mà phải cái chữ diệt mà được cái phiền não được diệt được cái tập khí đó là do trí tuệ. Mà trí tuệ đó thì phải là thấy đúng cái sự sinh diệt của nó, thấy đúng cái mặt tai hại của nó chẳng hạn, thì cái đó mới thì tự nhiên là nó sẽ tự diệt. Nhưng mà cố diệt nó là sai, cố diệt nó là nó sẽ phản tác dụng. Đa phần là người ta dùng tìm cách để mà diệt nó, nhưng mà thật ra là cái cách mà đúng nhất là giới định tuệ, chứ không có tìm cách mà diệt nó một cách chủ quan.
chính trí tuệ soi sáng đó, là bởi vì cái đa phần đó, là những cái tập khí, những cái này cái kia gì đó mà phát xuất từ bản ngã đó, là phần lớn là nó không phải phần lớn mà tất cả luôn đó, là do nó là ảo chứ không phải, nó không phải là thật. Nhưng mà từ cái ảo đó, đó nó mới là tác động lên trên cái thật. Thì từ tác động lên cái thật, ví dụ như là mình nội sân tức là cái do ảo tượng của bản ngã mà nó sẽ sinh ra cái phản ứng là sân. Vì vậy nếu mà chánh niệm tỉnh giác mà soi chiếu vào cái sân đó, đó thì cái sân nó sẽ trừ hết, vì nó không phải là một cái vật thể giống như là nó mang tính tâm lý, chứ nó không phải là cái vật thể giống như là vật lý, cho nên không phải là phá bỏ nó bằng dao búa rồi này kia, không phải vậy, mà là phải soi sáng thì nó từ mất từ diệt. Giống như cái ví dụ mà nói sợi dây đó, mà tượng là con rắn á đó, thì cái ví dụ đó là một ví dụ rất hay để cho thấy cái mà thấy sợi con rắn, vì thấy con rắn cho nên á, tượng con rắn cho nên á, mình mới là sợ hãi, mới tim đập rồi này kia đó. Thì nó có ảnh hưởng lên trên cái thân sinh vật lý này. Nhưng mà cái sân á, thì nó lại là thực ra nó là ảo thôi, chứ nó không phải là thật. Cái con rắn á là nó ảo chứ không phải thật. Vì vậy cho nên á là chỉ cần thấy rõ cái đó là sợi dây thì tự nhiên cái con rắn nó là biến mất. Tức là chỉ cần thấy rõ thật thì tự nhiên những cái mà ảo là nó tự biến mất. Mà cái ảo đó thì nó lại là khi mà vẫn còn cái không có trí tuệ soi sáng thì con rắn nó rất là thật. Cho nên mới đưa đến sợ hãi, đưa đến tim đập mạnh, đưa đến nhiều thứ phản ứng khác là thật. Nhưng mà là cái thật đó là thật xây dựng trên cái giả. Cho nên nếu mà trí tuệ mà soi sáng vào để thấy ra cái giả đó, thì tự nhiên mọi sự là nó sẽ tự động biến mất.
Cho nên có nhiều người họ bị trầm cảm đó, hoặc là mất ngủ thì họ nghe pháp thoại là họ ngủ được. Là bởi vì nó có mấy yếu tố, một là do chú ý nghe thành cái tâm nó mạnh lên, rồi cái hiểu biết, tức là cái trí nó hoạt động lên, và đồng thời là cái năng lượng từ cái bài giảng đó là làm cho nó ổn định. Cho nên nó có người trầm cảm hoặc mất ngủ là nghe là hết bệnh. Rồi có câu hỏi nào nữa? Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo với nội dung là: con kính thưa thầy, có một đạo hữu của con nói rằng Đức Phật dạy không chấp vào thường kiến và đoạn kiến. Vậy nếu có một tánh biết luôn soi sáng thì như vậy là chấp vào thường kiến hay sao? Dạ kính xin thầy giải thích giùm con ạ. Con kính tri ân thầy. Cái thường kiến, cái đoạn kiến là người ta hiểu sai hết. Người ta hiểu sai hết. Tức là từ trên cái ngôn ngữ người ta cứ nói là thường kiến, người chấp thường kiến là sai, đoạn kiến là sai. Nhưng mà thật ra đó, trên đời này đó, bất kỳ cái gì đó nó cũng đều có thường và đoạn hết. Thường là đoạn là cái mà không thể nào không có trên cuộc đời này. Nhưng mà chấp vào thường thì gọi là thường kiến, chấp vào đoạn thì gọi là đoạn kiến, chứ không phải là không có cái thường, không có cái đoạn. Không có cái đoạn làm sao được? Không có cái đoạn làm sao mà mình cứ ăn rồi mình lại đói bụng lại? Đói bụng rồi ăn nữa thì rõ ràng là đoạn rõ, rất là rõ. Và cái chuyện đó nó cứ thường xảy ra hoài, chứ không phải là tự nhiên nó hết như vậy, tức là nó thường. Thì ngày nào cũng đói, đói rồi ăn, ăn rồi đói, là chuyện đó nó xảy ra hoài thành nó thường. Vậy thì ngay trong đó là có đại, cái chuyện đó không là đã có thường và đoạn rồi. Nhưng bây giờ anh chấp thường sao được? Chấp thường tức là thường kiến liền, mà chấp đoạn là đoạn kiến liền. Đó. Chứ không phải là không có cái thường, không phải là không có cái đoạn. Cái đó là cái mà nhầm lẫn cực kỳ to lớn. Và có thể nếu mà gặp Đức Phật thì nói là kẻ ngu kia, ngu si kia. người hiểu tầm bậy. Thì cái này thầy có nói ví dụ rồi. Thầy nói bây giờ mình nói là một cái ổi thôi, trong cái ổi thôi. Cái ổi là từng sát, mỗi sát ná là nó thay đổi, như vậy nó không thể là thường được. Nhưng mà cái ổi không thể nào bỗng nhiên ra cái xoài, rồi ra cái chân, rồi ra cái bưởi. Nó không thể nào như vậy được. Mà nó phải là cái ổi từ đầu tới cuối, như vậy nó là thường. Nên sao gì nữa, về cái thường, về cái đoạn là cái đó nó là nó luôn là đi đôi với nhau. Nếu mà vô thường á thì đất sẽ không còn là đất nữa, nước sẽ không còn là nước nữa. Bốn cái yếu tố đó, nước sẽ không còn là nước nữa, đất không còn là đất nữa, lửa không còn là lửa nữa, tức là lửa cái tự nhiên nó thành nước, nước cái tự nhiên nó thành đá, tức là nó cứ lung tung như vậy đâu được. Cái tính chất nước là nước, muôn đời là tính chất nước. Tính chất lửa là muôn đời là tính chất lửa. Đó. Tính chất gió là muôn đời là tính chất gió. Đó là bốn đại, đó là muôn đời là bốn đại.
Vậy thì nó là thướng. Nhưng mà rõ ràng là cái tướng của địa đài thì thay đổi, cho nên là vô thường. Tướng của thủy đài là vô thường, nhưng mà cái tính chất của nó đó, thì nó phải thường, chứ không lẽ tự nhiên đất thành lửa thành nước làm sao mà nó ra cái gì được. Con người mình tự nhiên xương nó thành nước mất, rồi máu nó đông thành xương mất, chuyện đó không thể nào có được. Tính chất nào là nó ra tính chất đó, như vậy nó là thường đó. Cho nên khi mà cái người mà chấp vào cái chuyện mà chấp vào cái chuyện là không có thường, không có đoạn đó, người đó lại càng chấp ngu hơn ai hết. Không có ai trên đời mà ngu hơn là cái người mà chấp là không có thường, không có cái gì thường, không có cái gì đoạn. Nó còn ngu hơn cái người mà chấp thường và chấp đoạn, bởi vì chấp thường là người ta có thấy cái mặt thường cho nên người ta chấp thường. Cái người ta có cái mặt đoạn cho nên người ta chấp đoạn. Thành ra người nói có lý hơn là cái người mà cho là không có gì thường, không có gì đoạn. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo là: con kính xin sư ông chỉ dạy cho con tranh thủ đúng nghĩa là như thế nào ạ? Khi thực hành trong công việc để có hiệu quả nhất ạ, con thành kính tri ân sư ông. Cái tranh thủ là nó là ý chí của bản ngã, cho nên nó không bao giờ mà tranh thủ được như ý được cả. Chỉ có buông ra cái bản ngã đó thì tự nhiên cái tánh biết nó sẽ là thấy pháp một cách là không gián đoạn. Cái tánh biết nó sẽ nó tự động thấy pháp một cách không gián đoạn. Còn cái ý chí của bản ngã đó, để mà muốn là không gián đoạn đó, thì không bao giờ được. Cho nên là cái đừng có sử dụng ý chí để mà cố tích cực miên mật. À, là cái khi mà buông ra hết, buông cái bản ngã ra, tức là không còn cái bản ngã chi phối nữa, thì cái tánh biết nó luôn là soi sáng và pháp thì luôn là vận hành đúng nguyên lý của nó. Cho nên nó lúc đó mới thực sự là không gián đoạn. Còn là cố gắng mà tích cực miên mật là sai lầm. Thì trong cái 10 cái phiền não của tuệ minh sát á, là có hai cái điều là tích cực và miên mật. Pakkaha là tích cực và upatthana là miên mật. Hai cái yếu tố đó là hai cái yếu tố sai lầm. Hai yếu tố đó thì ở trong thiền định thì được, nhưng mà ở trong thiền tuệ đó là không được. Thiền tuệ thì nó là tròn vẹn tương sát na đó. Mà tròn vẹn tương sát na đó là cái, mà cái tròn vẹn đó không phải, không thể là cái ý chí của bạn ngã tròn vẹn được, mà cái tánh biết nó mới là từ tròn vẹn được. Đó.
Cái thầy có ví dụ rồi, thầy nói là ví dụ như là mình cái tánh biết á, nó giống như là cái đèn pin á, à, cái tướng biết á, cái ý chí mà lý trí đó, nó giống như cái đèn pin. Giả sử như mình theo dõi một cái gì đó, cái đèn pin mình cứ phải theo dõi nó, thì cái cố gắng theo dõi đó đó, cái cố gắng theo dõi đó, đó thì nó lại là chỉ có thể ở trong một thời gian nào đó thôi, chứ không thể nào mà liên tục được. Nhưng mà cái tánh biết nó giống như là một cái ngọn đèn sáng hay là như mặt trời, thì là nó luôn luôn chiếu sáng, nó luôn luôn chiếu sáng, cho nên là bất kỳ cái gì nó cũng đều chiếu sáng được hết. Cho nên không phải theo dõi giống như là cái đèn pin mà phải đi theo dõi đó. Mà bất kỳ là xuất hiện ở đâu, cái gì xuất hiện ở đâu và di chuyển như thế nào thì đều nó là đều thấy được hết. Đó. Thầy nói bây giờ mới được Đức Phật Ngài mới dùng cái từ là Vipassara Citta, tức là cái tâm, cái tánh biết là nó là chói sáng, tức là nó tỏa sáng ra khắp, tỏa khắp, cho nên cái gì ở trong đó cũng đều thấy được hết. Cho nên khi thường thường trong pháp hành mà mình dùng cái ý chí, lý trí hay là ý thức để mình mà thực tập á, mình thực hành á, thì luôn là mình cứ tìm một đối tượng để mà theo dõi. Còn cái người mà họ buông cái ý chí của bản ngã nó ra đó, thì lúc đó người đó mới phát hiện ra một điều rằng, ủa thì mình đệ tử đó thì cái thấy cái biết tất cả mọi cái đó, nó đều là đi đến tự nhiên. Nó không cần sinh và nó cũng không diệt, nó không sinh và nó cũng không diệt. cái đó khó hiểu. Nó không sinh không diệt chứ không phải là thường còn hay là không phải là thường hay là đoạn, mà nó là không sinh không diệt. Bởi vì nếu mà nó diệt đi á, thì nó mất rồi làm sao mà biết. Còn mà nếu mà nó mà cứ tồn tại mãi thì cũng đâu cần, có lúc đâu mình đâu cần biết. Như lúc ngủ mình đâu cũng đúng cần biết, mà nó vẫn cứ được, vẫn cứ cho nên là nó là không sinh không diệt. Cái này là thầy nói hoài mà tại vì nó khó quá cho nên ít ai nhận ra, chứ còn thật ra là chuyện này nó rất là đơn giản. Trong một cái pháp á, là nó có những yếu tố sinh diệt mà có những yếu tố là không sinh diệt. Đó, thì người ta mới nói là nói như vậy thì nó đúng hơn là nói thường và đoạn. Đó, là có những yếu tố để sinh diệt mà có những yếu tố không sinh diệt. Thí dụ như theo cái luật, theo cái cơ cấu của cái vũ trụ này,
thì theo khoa học á là đến một lúc nào đó đó nó đúng như cái mà nói là thần trụ hoại không á, đến một lúc nào đó đó thì tất cả các hiện tướng của cái vũ trụ này đều biến mất và gần như và mọi thứ giống như là hư không, không có gì cả. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là nó đã diệt hết hoàn toàn rồi, nó không phải diệt hết hoàn toàn à, mà đến một lúc nào đó à, có một cái chuyển động nào đó bắt đầu nó lại hình thành lại, tức là những yếu tố đất nước lửa gió tánh biết rồi này kia đó, nó bắt đầu nó hình thành lại, hình thành lại rồi nó từ cái dương này nó sinh ra cái này, rồi qua dương kia nó sinh ra cái kia, cứ là những cái yếu tố mà đất nước lửa gió à, hư không và tánh biết đó, thì nó không mất. Nhưng mà trên hiện tướng đó, thì là khi mà cả cái vũ trụ này đều tiêu hoại hết đó, thành trụ hoại không đó, đó, khi mà nó trở thành không đó, thì cũng không phải là đất nước lửa gió hư không và tánh biết là biến mất à, mà rồi đó, rồi nó là đến một cái lúc nào đó nó là do một chuyển động nào đó à, mà người ta nói mà bên khoa học thì người ta gọi là Big Bang á, tức là một cái tiếng nổ, một nổ ra một cái. Còn Lão Tử thì nói là hốt hề hoạn hề kỳ trung hữu tượng à, tức là bỗng trong cái không đó đó thì nó chuyển động như thế nào đó, nó bỗng nhiên nó bắt đầu sinh ra tướng à. Rồi tướng là nó là thành trụ hoại không, đến một lúc tướng rồi là mất. Đó. Nhưng mà cái bản chất mà của đất nước lửa gió hay không và thực tánh lại không mất. Đó. Cho nên trong đó nó có cái tướng để mất nhưng mà tánh lại không mất. Cho nên niết bàn là cũng không sinh không diệt. Vì có nhiều người là người vì nghe nói là nhập diệt cho nên cứ nghĩ rằng là được là diệt hết. Nhưng mà diệt là diệt trên sự tướng thôi. Chẳng phải là diệt hết. Nếu mà là diệt hết thì nó là trở thành đoàn kiếm. Dạ thưa thầy, có một Phật tử hỏi với nội dung là: con thưa thầy, con thấy có nhiều người định nghĩa khác nhau về sự lười biếng, nhưng theo con nghĩ sự lười biếng là khi để tâm trí mê mờ và bị cuốn theo ngoại cảnh. Như con suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Con kính xin thầy giải thích. Lười biếng là không muốn làm một việc gì đó. Theo thầy định nghĩa như vậy cho nó dễ. Lười ăn có nghĩa là không thích ăn, không muốn ăn được. Đó. Lười làm việc có nghĩa là không thích làm việc được, không muốn làm việc được. Đó. Lười cái gì đó tức là không còn, không thích làm cái đó nữa, không muốn làm cái đó thì là lười thôi. Thì bây giờ nó có nhiều thứ, nếu mà lười trong việc thiện á thì là xấu, mà lười trong việc ác á thì là tốt. Cái gì nữa? Nếu mà người nào mà làm biếng làm ác á là người đó rất là tốt. Mà người nào mà làm biếng làm thiện thì người đó xấu. Vậy là sao? Cho nên lười biếng nó cũng là có mặt tốt mặt xấu của nó. Nhờ có nhiều người á thì rất siêng chơi game à, ví dụ như có nhiều học sinh ấy, rất siêng chơi game nhưng mà lười biếng học đó, đại khái như vậy. Anh siêng năng đôi lúc nó cũng là một cái nỗ lực của ý chí,
Nhưng mà tùy theo cái nỗ lực của ý chí, cho nên ấy thì siêng là tinh tấn, mà tinh tấn là nó nằm cái tâm sợ đó, là cái tâm sợ đó nó không có thiện, không có bất thiện. Cho nên tinh tấn là phải đi với chánh niệm tỉnh giác. Thì còn tinh tấn ăn trộm thì nó lại khác. tinh tấn sát sanh trộm cắp đồ là nó lại khác. Đó, nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó lại khác. Cho nên tinh tấn là nó là nó không có thiền, nó cũng không có bất thiện. Một cái loại tâm sở trung lập. Dạ con thưa thầy, Nguyễn Hóa có câu hỏi. Thưa thầy, con luôn bị phân vân trước khi đưa ra một quyết định. Kính xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để có một sự quyết định phù hợp nhất ạ? Con kính tri ân thầy. Đó là lý trí. Lý trí đó thì luôn luôn là phân vân. Cho nên nó nói là trong cái kinh gò mối mà hồi hôm mà nói đó là có cái hai ngã đó, có cái đường mà nó có rẽ hai đó, rẽ là hai ngã đó. Đó là cái nghi hoặc, phân vân nghi hoặc, mà cái đó là lý trí. Cho nên nói là lý trí nhiều á thì sinh ra nghi. Lý trí nhiều sinh ra như nghi. Tức là mình cứ phân vân chọn lựa cái này, chọn lựa cái nghi kia, đó là lý trí. Thì trong triết học á thì người ta nói là trong người mình có hai mặt, là một mặt cảm tính, một mặt lý tính. Người nào mà nặng lý tính quá đó thì đâm ra là phân vân nghi hoặc đó. Mà nặng tình cảm quá đó, thì đâm ra là dễ bị chìm đắm. Cho nên là lý trí và tình cảm đó, là nó phải quân bình với nhau. Và cái lý trí về tình cảm một quân bình với nhau á, là nó trở thành trí tuệ. Đó. Khi nào mà lý trí và tình cảm mà nó quân bình với nhau đó thì lúc đó chính là trí tuệ. Đó. Thì khi mà trí tuệ đó là không có phân vân. Trí tuệ là không có phân vân, quân bình là thấy đúng, thấy chính xác, chứ không có phân vân nữa. Đó là một. Cái thứ hai á, khi phân vân á, là bởi vì mình chọn lựa theo cái ý của mình. Đó. Giả sử, bây giờ thầy giả sử đi. Một người đó muốn làm một công việc. Và vì muốn công việc thành công, cho đâm ra cái người đó phân vân. Chúng ta phân vân là không biết chọn lựa cái nào để cho nó thành công. Thì phân vân là chính là bởi vì do mình chọn lựa một chiều nào đó, chứ không có sẵn sàng để mình học bài học hai chiều. Khi mình chọn lựa một chiều á thì người ta gọi là nhị nguyên. Còn khi mà mình thấy mình chấp nhận cả hai chiều, tức là giả sử như mình làm một cái việc gì đó mà mình chấp nhận cả thất bại cả thành công, để qua đó mình học ra được cái bài học thực tế nào đó, thì cái người mà họ muốn trải nghiệm để học ra bài học thực tế đó thì họ là không phân vân chọn lựa. Bởi vì thất bại thì họ học bài học thất bại, mà thành công thì học bài học thành công. Họ không cần phải chọn lựa thành công, cho nên họ không cần phải phân vân do dự, mà cái nào cũng được, cái nào tức cũng giống như mình á, cũng như trong pháp hành vậy,
Ví dụ như mình chọn lựa một cái đề mục mình hành, thì nó sẽ sinh ra là nhiều cái phân vân. À, bởi vì giả sử như mình muốn chọn yên lặng thì tự nhiên mình sẽ sợ tiếng ồn. Mình chọn an lạc thì tự nhiên mình sợ đau khổ. Còn cái người mà bất kỳ đối tượng nào của pháp đến đều là bài học để mà thấy ra sự thật, thì lúc đó họ không sợ gì cả. Trên cái sợ hãi nó cũng là phát sinh từ một có lý do rồi, phân vân, do dự, sợ hãi là bởi vì có cái lý do là mình đã chọn lựa một cái gì đó, tức là mình muốn là như thế nào đó, cho nên mình mới sợ. Và đa phần là bị rơi vào cái lý trí, và lý trí thì luôn luôn là phân vân. Có một cái đạo hữu đó ông hồi cái thời mà Phật giáo mà mới phục hưng á, thì ông là cư sĩ, thì ông học với các vị mà tiền bối mà của Phật giáo thời bây giờ đó. Ông là cư sĩ thôi mà ông tham dự cái lớp học đó, thì á, cái lớp học Phật pháp á, thì ông là cái người mà giỏi nhất, mới nhất là ông giỏi về luận, ông giỏi về luận. Thì ở bên Bắc Tông là luận là duy thức, ông giỏi về luận. Và các vị tiền bối, các vị trưởng lão tiền bối mà cái tăng ấy, thì lại là không thích luận lắm, bởi vì thích tu hành thôi, nên cho nên là các vị đó lại chuyên học về kinh và luật, không thích luận lắm. Riêng cái ông cư sĩ này thì ông luận rất giỏi, mà ông có cái trí nhớ rất là đặc biệt. À, thì ông cũng nói là luận giỏi thôi, chứ còn ông cũng vẫn học kinh học luật hết. À, thì khi mà ông nói chuyện là ông nói dẫn một cái câu kinh là ông nói trang nào, cuốn kinh nào, trang nào thuộc đến như vậy á. Nhưng mà đến khi mà ông già rồi mà trong cái giai đoạn đó thì ông bị bệnh. Ông bệnh thì ông bị mù mắt. Chứ là cũng thấy mờ vậy đó, giống như mắt bị hồi xưa rồi. Về cái giải phẫu rồi này kia nó còn kém, cho nên là có thể là bị cái gì đó. À, đục thủy tinh thể. À, cho nên không thấy. Thì lúc đó có người con á, mới là thấy ông là có vẻ là buồn chồn lo lắng trong cái lúc mà già bệnh, ông có vẻ buồn chồn lo lắng lắm. À, tức là do là hồi đó là lý trí, cho nên bây giờ là phân vân do dự là vậy, buồn chồn lo lắng. Thì lúc đó ông không biết tu làm sao nữa, bởi vì nó nhiều pháp quá, không biết tu cái nào. Thử cái này chút không được, thử cái kia chút không được, thử cái nọ chút không được. Cuối cùng ông rất là phân vân, nghi hoặc. Mà đó là một người mà rất là giỏi kinh điển, luận kinh luận. Và cuối cùng là trước khi chết là đầy cái phân vân nghi vọng.
thì cái mà mình làm cái gì đó mình thần trọng chú tâm quan sát, chính cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó giúp cho giải trừ cái phân vân nghi hoặc. Thần trọng chú tâm quan sát cho nên nó mới biết được. Và trong cái trải nghiệm đó, tức là trải nghiệm và thần trọng chú tâm quan sát cái mà mình trải nghiệm đó, cho nên nó là nó thấy ra đó, thấy ra sự thật đó, thì nó không còn phân vân nghi hoặc. Còn lý trí thì cứ phán đoán thế này thế kia, cho nên luôn rồi là nhất niệm khởi thì thiền ác dị phân đó. Tức là khi một cái tư tưởng mà khởi lên đó, là nó luôn là phân đôi ra mặt này mặt kia, cứ so sánh qua so sánh lại cứ vậy. Lý trí như vậy, cho nên khi mình mà biết quan sát lại cái thân thọ tâm pháp á, thì nó sẽ là thấy rõ rồi á. Khi mà thấy rõ thân thọ tâm pháp như thế nào thì cái tâm nó trọn vẹn với cái thực tại đang là đó, thì lúc đó nó hết, không còn phân vân do dự. Cho nên đúng là chỉ có cái là từ soi sáng lại cái thực tại thân thọ tâm pháp thì tự nhiên là hết phân vân do dự rồi.